Đây là những gì còn sót lại sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại chợ Kinh Môn thuộc thị trấn Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào chiều ngày 22 tháng 2 năm 2015, tức mùng 4 Tết Nguyên Đán Ất Mùi. Tại hiện trường, nhiều mặt hàng quần áo, vải vóc của tiểu thương tại các gian hàng kinh doanh trong chợ Kinh Môn bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Khoảng hơn chục gian hàng kinh doanh với diện tích gần 200m² bị thiêu rụi. Nhiều người dân sống gần chợ Kinh Môn cho hay, ngọn lửa và khói đen bùng lên dữ dội vào khoảng 15 giờ chiều cùng ngày. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, tuy nhiên khói đen vẫn bốc lên. Theo tìm hiểu của chúng tôi, chiều ngày mùng 4 Tết Nguyên Đán Ất Mùi, chợ Kinh Môn vẫn chưa họp, nên khi xảy ra cháy, các tiểu thương bị bất ngờ, không kịp dời hàng đi nơi khác. Nguyên nhân ban đầu theo một số người dân là do một tiểu thương trong chợ đốt vàng mã để lửa bén sang thùng xốp và bùng lan sang các gian hàng quần áo bên cạnh. Hiện nguyên nhân chính xác dẫn tới vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hàng tỷ đồng.